khi mà đến nhắc đến miền Tây thì mọi người thường hay nghĩ đến những con người rất là chân chất, rất là thật thà. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hân cũng dễ dàng cảm nhận ngay được cái tình cảm của các bạn ngay từ lúc mà mới bước vào khuôn viên của trường, những cái tình cảm, những cái chia sẻ, những cái khi mà các bạn muốn giao lưu với mình hay là những cái câu hỏi được đặt ra, nó rất là gần gũi, rất là chân thật. Và Hân thấy cảm nhận được, thấy được ngay những cái khát khao của các bạn khi mà mong muốn được chạm tay tới thành công, chạm tay tới cái ước mơ lớn. Tôi rất trân trọng Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông đã chọn lựa những quyển sách rất thú vị, rất trí tuệ, rất sâu sắc để hướng các bạn thanh niên đến với một tầm nhìn xa, tầm nhìn rộng. Linh đã đọc hết trọn bộ sách của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ và thấy rằng là rất là tâm huyết, và thấy rằng nếu như các bạn trẻ mà được đọc những cuốn sách này, nó sẽ rất là ý nghĩa và nó sẽ rất là tích cực. Và các bạn ấy, nó giống như là một ánh sáng để soi rọi con đường cho các bạn như vậy. Rất là vui khi mà mọi người đã đi suốt một chặng đường quanh Việt Nam, đi từ Tây Bắc và bây giờ là đến với miền Tây sông nước. Và Thùy Dung rất mong rằng chương trình mình sẽ còn đi xa hơn nữa, đi nhiều hơn nữa đến những vùng rất là xa và những vùng đang thật sự là thiếu sách và khát sách.